thưa quý vị, luân chuyển, điều động cán bộ là nhằm mục đích đào tạo, thử thách cán bộ qua các môi trường công việc khác nhau để có thêm kinh nghiệm thực tiễn. Thực tế đã chứng minh đây là cách làm hiệu quả để xây dựng đội ngũ các cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian qua đã bộc lộ mặt hạn chế cơ bản, đó là có nơi có trường hợp luân chuyển chỉ mang tính hình thức nhằm hội tụ đủ điều kiện để được thăng tiến. Điều động luân chuyển cán bộ thần tốc, 2 năm 3 chức, 2 năm 4 chức, 4 năm 4 chức, từ một nhân viên ngân hàng trở thành giám đốc sở công thương của một tỉnh chỉ mất 7 năm và trở thành một trong những giám đốc sở trẻ tuổi nhất cả nước khi mới 33 tuổi. Đó là một điển hình cho hiện tượng luân chuyển thần tốc, thăng tiến thần tốc, làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác luân chuyển cán bộ, làm nảy sinh khái niệm cán bộ lứt ván, cán bộ tráng men để chỉ những người biến luân chuyển thành phương tiện để đạt được mục đích lên nhanh, leo cao. Có đôi khi, đôi nơi đã thực hiện không đúng với tinh thần luân chuyển cán bộ theo mục tiêu là để rèn luyện, để đào tạo, để bồi dưỡng, để thử thách cán bộ, để về bố trí để đạt được cương vị cao hơn. Có một vài trường hợp mà chúng ta gọi là lướt ván rồi thì là trắng men, thì đấy chính là cái mà cũng gây cái sự nhức nhối đối với xã hội. Ở chiều ngược lại, cũng có những cơ quan, địa phương, đơn vị không mấy mặn mà hợp tác với các cán bộ được luân chuyển đến. Cái trở ngại chính ấy là cái tư tưởng cục bộ địa phương. Người ta không muốn những cái người này đến lãnh đạo chủ chốt ở cái địa phương họ. Do vậy, để công tác luân chuyển cán bộ đạt đúng mục tiêu đề ra, cần phải loại bỏ được tính hình thức, không bị lợi dụng, trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân, thì việc luân chuyển cán bộ cần phải gắn chặt với quy hoạch sử dụng cán bộ trong dài hạn. Để làm tốt công tác điều động luân chuyển thì phải nằm trong cái kế hoạch đã vạch ra. Thế thì đã có kế hoạch rồi thì phải chủ động theo kế hoạch và phải theo những quy định cụ thể. Chúng ta phải có một cái sự đồng bộ giữa quy hoạch, giữa đánh giá với luân chuyển và sử dụng cán bộ sau luân chuyển. Quán triệt đúng cái tinh thần của Đảng về công tác luân chuyển, đúng mục tiêu và làm bài bản trách nhiệm thì công tác này sẽ đem lại cái hiệu quả rất là tốt. Làm tốt công tác luân chuyển cán bộ sẽ góp phần thực hiện tốt chủ trương đã được đề ra tại Đại hội 13 của Đảng là tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.